Hello, Lan xin chào cả nhà. Sáng nay gia đình Lan, mấy chị, ba chị em với có cậu Út đi nữa nha, đi ăn sáng với mấy đứa cháu. Ở đây là ở khu bờ các bà con, hồi xưa chỗ này là cái trại tù cũ đó. Rồi nó giải tỏa lâu rồi, và bây giờ nó làm nhà hàng với xây apartment với bán nhà. Nhà ở đây cũng rất là đắt tiền nha, mắc tiền lắm. Đó, tụi Lan ưa kêu suông miệng là đây là ở khu bờ, trại tù khu bờ đó. Đó, bây giờ nó xây rất nhiều apartment, giá cũng đắt lắm mà không có rẻ. Đây mấy đứa cháu, là hai đứa cháu, đứa con gì ba, đứa con gì tư, Thơm Mịch với thằng này Thình. Còn bên đây là Dượng Tư, cậu Út, dì Tư Thắm đang ẵm con của cậu Út đó, nói hello. Còn dì ba với Dượng ba chưa tới nha. Còn mấy đứa con gái thì cũng không có đi, mấy đứa cháu gái, còn con mình thì cũng không có đi nha. Cái này ai mua, cô Tư, cô Ba, cô Ba Dượng Tư hả? Cái này thích ăn, thích uống rồi thích xe nữa nè. Nhưng mà ăn uống nó thích nhiều hơn. Cái điện thoại chị hai gõ dễ sợ. Ừ, gõ dễ sợ. Ê, nó phải quay. Mặt đẹp đẹp chụp hình cái hả? Đây, ông sao? Đây, ngồi chụp tới đây, ngồi xích vô. Cái này Lan ăn món này nha, có cá cá smoked salmon, là cá đun khói của salmon, cá salmon đun khói, cá hồi đun khói. Đẹp quá, đẹp quá. Tiếng Anh giỏi lắm. Cháu của mình nó uống cái này là ice coffee nha bà con. Cái coffee nó làm lại thành cục nước đá đó. Nó đông lạnh lại nó để trong cái ly. Rồi bây giờ cái sữa thì sữa nó làm cho nóng lên nha. Thì giờ cháu của Lan Thơm Mịch nó chế vô. Chế vô thì nó nóng, thì đụng với nước đá thì nó phải tan ra. Cục cà phê nó tan ra. Đó, kêu là ice coffee. Rồi nó có làm cái nước đường đó bà con, nó thắng. Cái ly trắng trắng là nước đường đó, nó thắng kẹo lại. Rồi bây giờ cháu mình nó chế vô nha. Thì mình uống bao nhiêu á, cái độ ngọt thì mình chế từ từ vô thôi. Rồi cái cà phê thì cái cục nước đá nó sẽ tan từ từ. Của Lan là Thago Latte, còn cháu Lan thì nó uống Matcha Latte nha. Hai ly nó ra rồi đây, cái màu tím là Matcha Latte, cái mùi nó là cinnamon. Còn cái ly này là Thago Latte nha, là trà phai môn đó. Tạm dịch gì đi nha bà con, phai môn latte. Dượng Tư ơi, ngon không Dượng Tư? Giống như nhà hàng ta đó. Giống như sữa đông lạnh. Giống như latte vậy. Đây dì Ba Lộc uống latte trà xanh nha bà con. Lan thì Lan uống latte phai môn. Nhưng mấy cái món, mấy cái ly này thường thường cũng có ít quán bán lắm, chứ cũng không phải nhiều quán đâu nha. Ở đây là latte mà phai môn làm rất là ngon nha. Trà xanh thì cũng được chứ không có bằng. Đó. Nếu chị em nào gặp nó trên menu có, mình uống thử đi nha. Rất ngon nha. Nhiều khi Lan nói mình cũng phải thử mình mới biết nó ngon sao. Mấy chị em Lan ưa thử mấy món mới lắm nha bà con. Nước uống được cũng gì nữa. Thì cái ly latte trà xanh của dì Ba thì nó có để nước đường riêng nè. Rồi ở dưới đó nó có để mấy cái cánh hoa đó bà con. Bây giờ dì Ba Lộc chế nước đường vô nha. Đó, dì Ba chế nước đường vô. Rồi dì Ba quậy lên, dì Ba uống thử cho nó ra sao dì Ba. Coi nó ngon cỡ nào. Quậy lên. Rồi dì Ba uống thử cho nha. Rồi cái mùi trà xanh, nếu trà xanh của Nhật thì ngon lắm. Mà không biết nó làm trà xanh của nước nào thôi. Tại để dì Ba uống thử coi. Ngon dì Ba. Rồi cầm cái ly lên đây. Chia xíu. Đây đây, chia 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 chia. Chia chia vô 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 vô. Bữa cậu Út đó, cậu chạy đi hết đi. Bữa nào cũng bớt đề hết đi. Rồi tắt lò sưởi rồi, cái mặt nó đỏ bà ké lên luôn rồi nè. Mời cả nhà. Đồ ngon. Béo nè, sợ luôn. Bà Lộc của mày ngon không? Hả? Của chị ngon, thơm, thơm.
thơm khoai môn dữ lắm. Wow, ngon lắm vậy ta. Hello, hello. See, I just want to prove I'm busy. I'm busy. Bumbling. Can I try something more? Taramate. Just want to tell you we're busy. You should do ice, spice. Well, you got to work today? Yeah. Missy, Missy, did it. All right, talk to you later. All right, bye bye. Ngon lắm bà con. Bà, can you use one please? Latte phai môn ngon lắm. Now she's dropping off something. Đây cho xin muỗng này. Thử miếng. Này xin em mình muỗng cho chị xin muỗng. Không, cái trà của Nhật cứ ngon hơn. Cái trà này của nó là trà giống như không có phải cái quality, không có ngon mà không mà nhưng vẫn ngon. Cái Nhật mình order đó ngon. Còn như bữa hôm Lan có uống cái này tiệm nào mà không ngon bằng. Yeah, nó giọt, nó để đường nhiều quá. Nó để đường nhiều mà cái này là khoai môn nhiều mà nó béo thơm ngon. Đây, xin mời bà con. Cái này là matcha latte. Trà giống như trà xanh nha. Trà xanh. Tạm dịch là sữa trà xanh đi. Này sữa phải mua. Sữa ôi chú. Mà bé này nó đánh sữa lên nó không có bọt nha bà con. Ngon lắm. Nè quay phim cho chị với cô ba coi. Thôi nè. Hồi nãy giờ quên quay cá tao nữa chứ. Em ơi baby. Này là cháo cháo nước tô của nhà họ Nguyễn đó nha bà con. Ông nội bà nội thì chỉ có cô hai với ba mình thôi, duy nhất con trai là ba mình, rồi tới đời má mình thì cũng con gái đông rồi, có mình nên là cậu út làm trai thôi. Mình có bốn, tổng cộng bốn chị em gái, một đứa thì nó ở xa lắm nên ít có đi ăn chung đó. Cậu út là em trai út Lan đó. Thời lúc má qua út này ba bốn mươi mấy tuổi mà mới sanh cậu út nè, cho nên bây giờ má Lan gần 80 tuổi ở nhà mới có đứa cháu nội đầu tiên đó, là cháu nội trai nữa đó, là cháu nội Đức Tôn nha bà con. Chú ăn cột một con gà đó. Cheese, cheese one more time. Cheese. Hình như nãy con uống là có cinnamon phải không? Đúng rồi, cái thằng này nó ưa uống cái trà mà có cinnamon là quế khâu á. Là chai á. Chai là latte là trà quế khâu á. Trà Ấn Độ. Ờ, trà Ấn Độ. Ê, dạ. Chị Ba Lộc, hồi nãy giờ mình chưa có uống cái tụi trà gì mà bà nhớ nó làm trà sữa nó chung với rau cần không? Là biết rau thơm không? Rồi, Thổ Nhĩ Kỳ. Ừ, Thổ Nhĩ Kỳ nó uống trà sữa chung với rau húng nhũi. Húng nhũi, đúng rồi, rau húng nhũi. Nó để vô nó đậm đà, nó ngon lắm. Nó thấy nó uống nhiều lắm, biết ngon không? Nó ngon lắm, chứ thật ra chắc ngon. Ngon tao mới uống chứ. Để nào làm uống thử. Chỗ thuốc mà nhầm nó ngon á. Không phải nó nghiền á, nó mà làm nghề mà cồn chút. Mùi cồn mà làm cho uống sữa không có cái màu hồng hồng á, nó đậu nhầm đi. Thuốc mà đậu uống thêm mày. Tại cháu Lan nó bị dậy ứng với trứng với sữa nha bà con, với bột gì đó nên nó sợ cho nó uống thuốc nó dậy ứng trước khi ăn. Cái con này là
cục cà phê đấy. Đông đá này. Cà phê đông đá nè. Cà phê nó đông đá rồi đó. Nãy ra mình đổ sữa nóng cho nó chảy ra uống. Not soon, but like, nói chung là làm đủ kiểu cho mình uống cái ngon. Nó cà phê nó ra cái rất là lạnh. Yeah, Georgian soup. You can all win. What color? It's like a red. Hành cháo này bánh bánh gì? Cái gì nói? Tacos. Taco. Mexican food nè, đồ Mexico food. Are you gonna cut it or leave? Cổ Lan cũng kêu món mới nha. Cái này thì cái bánh mì ở dưới thì ở trên là cái trứng nó luộc, bà con nó để chi lên trên. Còn cái miếng đỏ là cái salmon mà nó ngâm chung với màu củ dền á, màu thật nguyên của rau cải nha. Đó, rồi nó để rau cải đó. Lan ăn thử món mới để hồi coi ngon dở nói cho bà con nghe nha. Còn bên đây cháu mình nó ăn đồ, hình như em mình chứ dì Lộc mua. Cái này giống như là có cái mấy cái bánh chiên á, dài dài vậy đó, mình ăn chung với kem, cà rem, với có bánh kẹp ở phía trong. Còn bao nhiêu là rau cải với người ta để nước nước đường á, cho mình chế lên mình ăn nha. Với chấm hình như có cho một ly chấm chung với chocolate đó, gì đó bà con đó. Chút xíu Lan ăn thử rồi nó ra làm sao Lan nói cho bà con nghe nha. Bây giờ chưa ăn chưa biết. Thôi mời cả nhà ăn sáng với gia đình Lan nha. Mời cả nhà. Cái này chip mà có nấm truffle luôn. Đó, nấm á, mà đang rắc lên thôi. Còn là, gì nó rắc chút xíu lên thôi. Về nấm hương của Úc nè. Rồi có cheese nữa, rắc lên. Trời ơi, bá cháy luôn. Đang đây à, bà ăn gì đó. Hết là hết đây à. Bây giờ qua đám cưới là nghỉ đây à. Mà bà ăn đi. Em ăn. Cháu mình con chị Ba Lộc nó kêu cái này là ba cái này là bánh bao hấp nha bà con. Rồi người ta chiên gà, mình muốn gà thịt quay cái gì đó thì mình để vô. Cái này nó ăn gà, salad, rau cải, rồi người ta để nước sốt lên trên nha. Cái món này xuất phát từ Đài Loan. Rồi bây giờ qua Úc mình thì nhiều nhà hàng người ta chế biến khác với nhau, không có giống nha. Giống như cái nhân ở trong không giống thôi, chứ cái bánh bao thì vẫn giữ nguyên. Mời cả nhà nha. Này cá xem này nó ngâm mà nó ngâm màu đỏ ngâm. Mời cả nhà. Ăn gì bà? Ăn đi. Sáng nhỏ này nó ăn ngọt hay quá à. Mấy tình giả cái gì á, chắc phải không nè.
That's okay, I already got. Đó, có gì đọc đó. Nó ăn bánh ngọt lắm, sáng là nó ăn bánh ngọt à. Ly sữa nữa nè. Đó. Kêu. Lấy kêu. Này bánh bao nè, tôi coi bánh bao của tôi. Bánh bao kẹp gà gà. Gà chiên giòn. Mình nó ngâm với củ dền. Đẹp không? Nó không có giống không còn cái màu xanh mình. Nó ngâm màu á. Màu củ dền chứ không phải là màu màu tự nhiên của màu dền, màu tự nhiên của dền á. Ngon nhất chị đây. Ngon mà béo ngon. Hộp gà đâu? Này. Hộp gà nãy luộc với giấm nè. Nó tròn nè. Nè đó, đây nè, cắt cái đó, sống rồi con thấy không? Ôi, ngon chưa? Cái ốc la đàng hoàng, đó mới là nó luộc chung với giấm, nó cái cục trứng cái gì chứ không phải chiên nha, gà luộc, chứ không phải gà chiên. Chị lấy cái này chị chấm cái vô tầm lên em. Ngon bà con ơi. Nó ngủ ăn gì sao mà không mập đây. Bánh donut của Tây Ban Nha. Giòn ngon của tụi Tây Ban Nha thì bên này có ngon. Rồi gì ta? Ngon lắm mà con. Ngon nha. Ăn chung với trái cây nữa nè. Trời ơi, béo nữa đó bà con. Chỉnh máy lên mới được. Ngon. Ăn miếng kem nữa nó mập cỡ nào đây? Ngon không? Đây. Đó. Mời cả nhà. Trời ơi, kem cái chồng nữa nãy dữ không? Bánh kẹp. Bánh kẹp nha. Bánh kẹp nữa nè. Bánh kẹp nha cả nhà. Bánh kẹp tổ ong á. Cái này không phải tổ ong mà là không biết tổ gì. Ngon lắm. Cái này hội ngộ các món ngọt. Ăn trở lên ký lô lại. Cái này ngon nè, cái món bột khám này ngon nè. Làm như nó là nó nấu bằng đường đen á. Chân châu có bột khám. Chân châu để ăn ba bột khám. Chân châu. Nói hội lần chân châu. Chân châu hả, là làm châu. Chân châu, chân đi chân châu á, Việt Nam ta nói đi chân châu nữa không? Đi đuổi bò. Đuổi bò hả, là đuổi bò. Đi chân mấy con châu. Hên giờ già nó chuyện ngọng được lắm cái bà con. Nó đi không phải đi đuổi mấy bò mà đi giữ bò. Cái thằng người ta nói chân châu mày cũng không biết. Kiều giải thích. Có bà xin nay biết đi chân châu không? Ủa sao? Nghe là không? Hả? Kỳ quá. Ba nó còn không hiểu nó sao tụi nó hiểu chân châu. Chân châu á là đi đuổi châu á. Giống như đưa cho con chị hai đưa cho mẹ. Nói con châu nó không biết con châu không? Con châu là cái con gì ta? Con lô, bỏ con lô. Mới thấy dịch rồi thành con tưởng đó, thành nó mình đó. Có bụng người ta phải ăn thật quy quá hàng bán chút chứ. Để giờ ăn sao thấy ngon là dở cháo. Ngon. Ngon không? Ngon. Nói tiếng Việt nha, không được nói tiếng Anh nè. Của thằng này sao? Thằng này thì chắc tiếng Việt giỏi hơn chút là giỏi hơn không? Thằng này nó ăn no với buồn ngủ luôn rồi. Ngon. Phải lớn tiếng Việt. Ngon á. Thấy sao? Nó nói mà nó vừa cười chết rồi. Ngon này
Ngon đây không? Ngon không con? Ngon ngon. Tôm bạch ăn cũng ngon không? Tôm bạch ngon con. Wait, nói rồi, nói rồi, tao nói rồi. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Ngon. Lem lem. Lem lem. Trong YouTube lem lem. Ngon không? Khi, khi, khi. Ngon không? Khi. Baby, baby. Baby, baby, baby. Baby. Là cô ai hỏi ngon không? Ngon không? Đây, đây kết tờ lại là cô hai biểu nè. Rồi dạy cô hai tiếng Anh nè. Tiếng Anh thì cô hai còn dở nữa. Cái lóc cờ người ta mà nhỏ nói lóc cờ không biết nhỏ nói cái gì nữa thì tình cô hai thì dở quá. Ừ. Cô hai đi học cô lớp 1 thua cái thằng mẫu giáo. Ê, chị Tư. Cái này nè. Cho anh cái đấy. Cô hai đi học lớp 1 thua thằng cháu học cháu nhà trẻ. Cho nó biết là Tao đọc chỉ có một chữ đầu thôi là tao mừng rồi. Chữ phai mịn thôi, còn chữ cancel để đọc. Cái lá đó bà mặt trước là gì nè? Đó, mặt đó, trước. Mặt trước, mặt sau dở lên vậy. Mặt trước đó, mặt sau dở lên. Đó, mặt sau. Không? Giống như con cắt kè bông. Đó, đúng rồi đó, nguyên một rừng luôn. Cây ngộ cái gì ba? Ngộ á, đẹp đẹp. Cái cây này của nước Úc nè. Trong rừng nè. Để chị gờ cái, chị gờ cái nó sao? Nó cũng có cái nhung. Nhung nó này. Có giống như là nhung vậy ha. Ngộ quá. Nhung có nhung. Y như mấy người thổ dân người ta dùng cái đúng rồi, chấm 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 để người ta làm mà người ta làm cũng như cái ngộ chanh chị. Đúng rồi đó, đẹp ngộ nó cộm cộm nhung. Rồi nãy giờ mấy chị em ăn no rồi, bây giờ lỡ hộ đi về chỗ hay là chỗ nhà hàng chỗ kêu chạy tù. Mà chạy tù thiệt chứ đâu phải nói giờ tù nhà hồi hồi năm thành bảo lục nữa. Lâu rồi bà con, chạy tù quá khô bọt nè. Rồi để lăn quay ngược lại mấy đứa em lăn đi cho coi nha. Đó. Đó thấy mấy cái chạy tù nè. Đó bây giờ ta xây apartment rồi, trong này bán cũng mắc lắm nha bà con. Một căn trong này cũng triệu mấy á. Rồi apartment thì không tới, rẻ hơn nhà. Đó, mấy đứa cháu đi là đây rồi. Đi đi về. Rồi thôi Lan xin chào cả nhà. Bye bye bà con, hẹn lại clip sau. Nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ dùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye.